Xin chào các bạn, đây chính là cây lược mini của Diện Trần. Cây lược mini này rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và mình sẽ cầm gọn trong lòng bàn tay như thế này. Và mình có thể mang đi khắp nơi. Và cây lược mini này có tác dụng là gì? Nhìn nó bé thế này thôi nhưng mà nhỏ mà có võ. Cây lược mini này trước tiên đầu tiên là để chải đầu. Thứ hai là mình sẽ dùng để khai thông khắp vùng cổ vai gáy. Thứ ba mình sẽ chải trên mặt để làm hồng hào da mặt, làm đẹp da. Thứ tư là mình sẽ tác động trên vùng vai, vùng tay, vùng chân để chữa tắc, giãn tĩnh mạch chân tay. Thứ năm nữa là mình sẽ tác động trên đầu gối để giải tỏa đầu gối cho những người bị tràn dịch khớp gối. Và mình sẽ có tác dụng là giảm đau rất là tốt. Như vậy nhìn nhỏ thế này thôi nhưng rất nhiều tác dụng. Bây giờ mình xem chải đầu thì như thế nào. Thì đối với nhiều người á, tóc dài, phụ nữ tóc dài thì mình có thể kết hợp với cả cây lược tiên này trước, mình chải đầu cho nó đỡ rối trước, kết hợp hai dụng cụ với nhau. Đó. Thì cây lược to này cũng rất là hay rồi, chân nó to, chải rất là êm ái, gỡ rối rất là tốt. Tuy nhiên ý, cái kích thước của cái chân này và độ rộng các chân này nó rộng quá, cho nên nó không thể tác động hết lên các vùng huyệt được. Cho nên thầy Châu mới chế ra cái cây lược mini thế này, có đến 17 chân, rất là nhỏ, cái đường kính của chân này chỉ có khoảng 0,9mm. Mình có thể chải. Mình chải nhẹ nhàng từ mí tóc trán là tận sau gáy, chải nhẹ nhàng. Đó. Và cái chân này nó sẽ ôm sát và da đầu và nó sẽ tác động lên mọi vùng trên da đầu. Đấy, kích thích massage da đầu, làm cho da đầu chúng ta khí huyết lưu thông, và khi khí huyết lưu thông thì nó sẽ làm cho mọc tóc, chống rụng tóc. Đó. Và nó sẽ làm mượt tóc rất là nhanh tại vì chân nó nhỏ mà. Cho nên chải tóc rất là mượt các bạn. Và chúng ta biết rồi, ở trên da đầu ấy, có rất nhiều các huyệt quan trọng, đúng nào, rất nhiều huyệt quan trọng. Thì khi chúng ta tác động này, nó sẽ tác động các huyệt, nó sẽ làm cho chúng ta sảng khoái, tỉnh táo, chống stress, chống căng thẳng thần kinh, giúp cho chúng ta ngủ ngon, có một giấc ngủ êm ái và thư giãn. Đó là tác dụng khi chúng ta massage trên da đầu như thế này. Chúng ta chải rất là nhẹ nhàng, và chúng ta để trong ví của chúng ta mang đi khắp nơi. Rồi, đấy là khi chúng ta chải đầu. Còn bây giờ, đối với những người co cứng cổ vai gáy thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ với tay ra sau, chúng ta cầm cái này, chúng ta sẽ chải trên cổ vai gáy như này. Đấy. Chúng ta thấy là nó rất là đẹp, đúng không? Rất là tinh tế và nhỏ gọn, một dụng cụ của Diện Trần, nhỏ mà có võ, các bạn thấy không nào? Cho lên chân nó nhỏ như thế này, nó cong này, mình áp lên những cái vùng lồi này. Đấy. Rất là dễ, rất là thưa, đúng không nào? Đấy. Nó tác động sâu vào như này. Đấy. Nó sẽ làm tăng cái vùng co cứng cổ vai gáy này, làm khí huyết lên đầu não được dễ hơn. Đó, chải như này. Đấy, khắp vùng cổ vai gáy này. Đấy. Khắp vùng cổ vai gáy. Và nếu mà những người đó mà bị tắc giãn tĩnh mạch thì mình cũng chải thế. Mình chải là mình chải hướng về tim, ví dụ tắc giãn tĩnh mạch ở đây. Ở chân tay mình cũng chải hướng về tim này nhá. Ở chân thì mình cũng làm tương tự như vậy mà thôi. Hoặc các bạn bất cứ các bạn đau ở chỗ nào thì các bạn có thể dùng trà sát như này. Đấy, để giảm đau, làm cho khí huyết lưu thông, giảm đau rất là tốt. Trà sát khắp như thế này. Và chúng ta trà khắp ở trên mặt, nó cũng sẽ làm cho chúng ta đẹp da, hồng hào da mặt. Ok, giờ mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái cây lược mini này để chúng ta chải trên chân để chữa tắc, giãn tĩnh mạch chân. Thì các bạn sẽ chải xuất từ bàn chân hướng về tim như thế này, khắp chân nhé, chải nhẹ nhàng như này. Đó, nhẹ nhàng khắp cả chân như thế này. Đấy, khắp cả chân bốn xung quanh, cứ tắc chỗ nào thì mình chải chỗ đấy. Tại vì cái lược mini này nó có các chân nó rất là nhỏ, có đến 17 chân cơ, và nó khum như này, nó sẽ ôm sát vào chân của chúng ta, nó sẽ đẩy máu đưa về tim. Như các bạn đã biết là tắc tĩnh mạch ý, là cái tĩnh mạch nó bị tắc, cho nên là máu nó không dồn được về tim. Cho nên mình phải hướng đẩy máu về tim như thế này. Có những người tắc mà dẫn đến là đêm nó nhức nhối, nó khó chịu như kiến bò ở trong da ấy. Thì các bạn cứ chà một chiều thôi nhé. Một chiều từ gót chân đến đầu gối rồi hướng về tim. Đấy, các bạn chà này. Chà này cứ khoảng 5-7 vòng khắp như này. Đấy, sau đó các bạn chà lên đây. Kể cả những người mà hay bị tràn dịch khớp gối, các bạn cũng chà như thế này. Vừa tắc tĩnh mạch chân này, vừa chữa tràn dịch khớp gối này. Đấy. Khắp cả chân như thế này. Cứ 5-7 vòng. Một ngày các bạn làm độ khoảng 3-4 lần như vậy, hoặc rỗi lúc nào các bạn làm.
thì dần dần cái tắc thì nó sẽ hết đi và cái giãn thì nó sẽ co vào. Đấy, một dụng cụ rất là tiện lợi của Diện Trần, nhỏ mà có võ. Những cái chân này nó rất là nhỏ cho nên nó sẽ tác động sâu vào các mạch rồi các huyệt ở trên mặt da nha các bạn nhé. Đấy, và nó rất nhỏ gọn, mình có thể cho vào túi và đi bất cứ nơi đâu, cứ lúc nào rỗi thì mình ra mình trà. Mình không những trà trên chân, trên tay mà mình có thể trà khắp trên đầu. Ngoài cái tính năng là chải đầu, làm mọc tóc, rồi chữa tóc bạc, chống rụng tóc, rồi trà cổ ve gáy, mình có thể trà khắp toàn thân và đồng thời là chữa tắc giãn tĩnh mạch chân như thế này. Rồi, đây là lược mini của Diện Trần. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.